Như vậy là chúng tôi trận đấu đã được bắt đầu. Chơi viên 1 cần thơ trong trang phục màu xanh sẽ bảo vệ với sân bên phía tay phải màn ảnh cùng quý vị và các bạn. Khá nguy hiểm. Rồi là tình huống phá bóng khá nỗ lực của cầu thủ bên phía đội chủ nhà, số 5 hậu vệ Lê Văn Thành. Chúng ta cùng xem lại những tình huống phối hợp khá tốt của các cầu thủ Cần Thơ. Cơ hội cho các thủ Bình Phước có thể dứt điểm. Không vào. Không hiểu tại sao vừa rồi Hà Kiên Cường lại có thể dứt điểm ra ngoài được. Quá đáng tiếc cho đội chủ nhà. Ở một cự ly như vậy nhưng Hà Kiên Cường lại bỏ lỡ. Người có đường truyền rất đẹp trong tình vừa rồi là Nguyễn Văn Điều. Cơ hội vô cùng ngon ăn nhưng Hà Kiên Cường lại bỏ lỡ. Cách quá đáng tiếc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường truyền của Văn Điều là hoàn toàn chuẩn xác. Nhiệm vụ của Hà Kiên Cường tưởng như là rất đơn giản nhưng anh ấy để bóng ra ngoài. Một pha bóng rất nguy hiểm. Đường truyền của Văn Hội mất đến vài nhịp thì thủ thành Võ Văn Sơn mới có thể kiểm soát được tình hình. Rất nguy hiểm, cơ hội cho Bình Phước. Làm gì đây? Vào! Món quà đến với số 22 Hà Vũ Em. Và cầu thủ của đội chủ nhà đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số của trận đấu 1-0 cho Bình Phước. Một sai lầm đến từ thủ thành Võ Văn Sơn. Bàn thắng thứ 3 của Hà Vũ Em tại hạng nhất mùa này. Và anh cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bình Phước tính đến thời điểm hiện tại ở giải hạng nhất quốc gia. 1-0 theo cách mà ít người ngờ tới. Một sai lầm từ thủ thành của Cần Thơ và câu lạc bộ Bình Phước đã tận dụng rất tốt. Hà Kiên Cường đã bị đau sau nỗ lực tranh cướp vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại sai lầm của thủ thành Văn Sơn. Quá chậm và mất tập trung nữa. Hà Vũ Em đã rất bình tĩnh. Công lớn trong bàn thắng này của Bình Phước phải kể đến nỗ lực của Hà Kiên Cường nữa. Rất nguy hiểm. Cơ hội vào. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Bình Phước ngay ở đầu hiệp 2. Bàn thắng của Lê Văn Thành, hậu vệ lên tham gia tấn công trong tình huống phạt góc. 2-0, Bình Phước đã có được cách biệt 2 bàn. Chúng ta xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng của Văn Thành. Và người góp công lớn ở pha bóng này chính là Hà Vũ Em, tác giả của bàn mở tỷ số. Và bây giờ thì Hà Vũ Em thực hiện một pha kiến tạo thành bàn. Mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước.
không chỉ cuộc đua thăng hạng, cuộc đua trụ hạng cũng đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Hà Vũ em, tỷ số là 3-0 cho câu lạc bộ Bình Phước, quá dễ dàng. Lần này thì không có một pha bỏ lỡ nào của Văn Điều nữa. Điều gì đến cũng phải đến với số 8 của Bình Phước sau những nỗ lực của mình. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho Bình Phước. Mọi thứ đang diễn ra hết sức thuận lợi và dễ dàng với đội bóng của huấn luyện viên Lê Thanh Xuân. Khi mà Cần Thơ đẩy cao đội hình và chưa tìm được đường vào khung thành của Bình Phước thì họ đã để cho đội chủ nhà tiếp tục nâng cao thêm cách biệt. Một tình huống phá bẫy việt vị của Hà Vũ Em. Hà Vũ Em ngày hôm nay quá hay. Hai kiến tạo và một bàn thắng. Hà Vũ Em xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của Bình Phước ở trận đấu này. Quá đồng đội. Bình Phước bỏ lỡ. Đưa lên bóng cho Cần Thơ. Việt Thắng rất hợp lý. Chuyền ngang. Không phải, đó và một cú sút và đã mang lại bàn thắng danh dự cho câu lạc bộ Cần Thơ. Cú sút vào góc gần. Tình huống lập công của Trần Quốc Thiện. Bàn thắng đầu tiên của Quốc Thiện cho Cần Thơ tại hạng nhất mùa này. Sau 4 lần ra sân. Trên khán đài thì huấn luyện viên Hoàng Hải Dương đang rất chăm chú theo dõi cầu thủ của mình. Chúng ta cùng xem lại cú đá góc gần của Trần Quốc Thiện. Thủ thành bên phía câu lạc bộ Bình Phước đó là Hoàng Đạt đã chủ động đoan hướng